Thưa quý vị, sau vụ cháy tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 13 người chết và gần 100 người bị thương, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng. Sau 2 tháng khi mà vụ thảm họa cháy nổ xảy ra, thì người dân nơi đây vẫn còn ám ảnh về hậu quả của vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 23 tháng 3. 2 tháng sau thảm họa, Carina vẫn bao trùm một màu ám đạm. Hiện tại, các cư dân ở Carina vẫn chưa thể quay về nhà. Chỉ có một số hộ dân sống ở Lóc C ít chịu ảnh hưởng của vụ cháy vẫn cố bám trụ lại trong căn hộ của mình. Tuy nhiên, họ phải chịu cảnh không điện, không nước. Hàng ngày đó, 7 giờ đó, phải sắp từ xô nước lên đặng do lau nhà cửa sạch cho nó sạch sẽ, bụi bặm. Phải xuống xách nước lên, chứ tôi già rồi sao tôi xách nổi đó, xách từ chút vậy thôi. Vì ở nhà thì bây giờ bắt buộc mình phải như vậy, thì cô cũng thấy nhiều người họ như vậy. Đó, cô cứ xuống dưới tầng dưới, họ coi là người ta cũng phải chịu xách nước như vậy nè. Tôi là hằng ngày tôi phải về đây, tôi thăm nhà, bị nhà cửa mình đây làm sao mình bỏ thí được. Thì hằng ngày là tôi phải về đây, chiều tối tôi mới về ở chỗ ngủ thôi, chứ bên kia là cái vấn đề sinh hoạt mình đó, là nó cực. Thấy không, ví dụ như bây giờ làm đổ mồ hôi, họ về thay đồ phải chạy qua nhờ nhà cháu nó giặt đồ vô. Theo một số hộ dân ở đây cho biết, mặc dù chủ đầu tư có vẻ rất tích cực trong các hoạt động khắc phục, tuy nhiên những ngày tháng này đối với cư dân Carina Plaza vẫn là quá dài. Chủ đầu tư họ rất tích cực, họ muốn sửa chữa để cho cư dân về sớm. Họ nói nếu mà có giấy phép xây dựng xong rồi đó, họ ráng làm cho mình trong 8 ngày đến 10 ngày cái lốc C này. Còn lốc A và lốc B họ hứa trong một tháng họ sẽ làm xong. Họ rất cũng mong muốn họ làm cho xong để mà cư dân họ về sớm. Nhưng mà họ nói bây giờ không được giấy phép, họ bó tay, họ không dám làm cái gì hết. Tuy chủ đầu tư sắp xếp cho chỗ để ở tạm nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của các cư dân. Một số người thuê khách sạn ở gần chung cư Carina để tiện về thăm nom nhà cửa. Tất cả những hộ dân ở Carina đều mong muốn sớm trở về nhà để ổn định cuộc sống. Lo sợ chờ đợi không biết đến khi nào mới được trở về nhà, nhiều người đã đăng bán các căn hộ của mình trên các trang Facebook. Thưa quý vị, vụ cháy tại chung cư Carina Plaza là vụ hỏa hoạn lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm trở lại đây. Hơn ai hết, những cư dân tại chung cư Carina Plaza là những người hiểu rõ về nỗi đau sau khi mà thảm họa đi qua. Việc làm cần thiết bây giờ là khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống của những cư dân ở đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin liên quan về vấn đề này tại địa chỉ thanhniên.vn, kênh YouTube và Facebook của báo Thanh Niên. Kính mời quý vị cùng đón theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.